với lợi thế vị trí gần cửa biển, kính gió, môi trường nước trong lành, cửa sông Chà Già và sông Rạn đã trở thành nơi lý tưởng phát triển nghề nuôi cá lồng bè, giảm áp lực khai thác xa bờ. Đặc biệt trong những năm gần đây, người nuôi lồng bè đã biết ứng dụng các công nghệ hiện đại vào nuôi trồng và quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường nuôi. Cũng từ đó, nghề nuôi cá lồng bè đã mang lại nguồn thu đáng kể để phát triển kinh tế gia đình và làm giàu cho địa phương. Cách thành phố Bà Rịa gần 10 km, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có nguồn nước rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè. Hai nhánh sông Chà Già và sông Rạn gắn với tên các loài thủy sản như hào, cá bớp, cá chim, cá mú, cá chẽm, tôm kẹt, tôm hùm đã trở nên thân thuộc với người dân Long Sơn từ hàng chục năm qua. Nghề nuôi cá lồng bè tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào quy hoạch và phát triển từ năm 2007, hướng tới xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương. Hàng năm, bình quân tổng sản lượng khai thác từ nuôi trồng và đánh bắt hải sản của xã Long Sơn đạt khoảng 4.000 tấn, doanh thu hơn 104 tỷ đồng. Từ khi phát triển mạnh mô hình nuôi hào, tôm, cá trên sông Chà Già, sông Rạn, nghề nuôi trồng thủy sản ở cửa biển đã trở thành nghề chính của nhiều hộ dân ở xã Long Sơn. Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu nhờ chính dòng sông quê hương này, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Vùng đất Long Sơn cũng bắt đầu thay da đổi thịt. Thì thực hiện cái chủ trương mà quy hoạch cái khu nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông, tới thời điểm này thì có 8 tiểu khu với 285 hộ dân. Nhìn chung là cái vùng quy hoạch này chúng ta chặt kín, không còn chỗ nữa. Nói chung là tới thời điểm này thì người dân cũng làm ăn trên đó cũng phát triển, sản lượng đạt khá, hàng năm phát triển, đời sống kinh tế ổn định. Mặc dù trải qua không ít khó khăn do ảnh hưởng môi trường nước, nhưng nghề nuôi trồng thủy hải sản ở xã Long Sơn vẫn có bước phát triển đáng kể, diện tích không ngừng được mở rộng hàng năm. Đặc biệt nơi đây được coi là thủ phủ của hào. Chính việc nuôi hoàn toàn tự nhiên mà hào Long Sơn trở thành một đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Dù được nuôi quanh năm, nhưng hiện nay hào vẫn không cung cấp đủ yêu cầu của khách hàng. Theo thống kê, có năm sản lượng hào ở Long Sơn đạt 2.000 tấn, tạo nguồn thu lớn cho người dân địa phương. Người dân Long Sơn nuôi hào bằng nhiều phương pháp, nhưng phổ biến nhất là cách đóng dàn bè bằng thùng nhựa liên kết bằng dây thép và thả nổi xuống mặt nước, cộng với những vật thả để hào bám vào. Từ 4 năm nay, cũng nhờ mô hình nuôi hào Thái Bình Dương trên sông Chà Già mà thu nhập của gia đình anh Võ Văn Sang ở thôn 6 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu ổn định hơn. Thấy rất dễ, dễ nuôi lắm. Nó tự nhiên nó ăn, thí dụ nó ăn bọt nước, ăn phù sa nước thôi, chứ mình chỉ có tốn tiền là cử đầu là con giống. Con giống vậy là với cước, với tiền cước, với tiền công buộc là bình quân gì là một miếng gì là nếu mà tính hết mướn hết đó thì 2.000 một miếng. 2.000 một miếng thì sau này thì tổng cộng 8.000. Lúc này là đầu ra ổn lắm. Nếu mà hào sữa này nó ổn dữ lắm. Bây giờ là người ta chuộng ăn lắm. Một tháng nào mình cũng xuống đều hết. Cứ một tháng mình xuống ví dụ là 10.000 giỏ hay là 5.000 giỏ là mình xuống cho nào hết bè, thí dụ bè mình thả được 50.000 đi hay là 60.000, cứ tháng nào mình cũng xuống 10.000 thì mình thả hết đều hết là 60.000, đó là mình lại cái chỗ đầu tiên mình thả. Gắn bó với dòng sông Chà Già từ hơn 14 năm nay, cách đây 10 năm, anh Lê Đăng Tý ở tiểu khu số 9 xã Long Sơn bắt đầu làm ăn lớn với nghề nuôi tôm hùm. Với hơn 30 lồng nuôi, hiện tại sản lượng tôm hùm sản xuất hàng năm của gia đình anh Tý chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các thương lái trong và ngoài tỉnh. Chính vì vậy, anh Tý đã song sáo học hỏi, thử nghiệm để tìm ra phương pháp nuôi phù hợp nhất với các loại con giống, vốn rất khó tính và đắt tiền này. Nói chung là cũng vì cái đam mê thôi. Anh em nó rủ nhau rồi cái này xuống là nuôi, đầu tiên thì cũng nuôi với đít, rồi sau rồi mình mới phát triển thêm, dần dần có cái kinh nghiệm rồi mình phát triển. Cứ bắt lứa này mấy tháng rồi bắt lứa khác mấy tháng rồi cứ con này lớn lên rồi bán rồi để rồi lại đến kế tiếp. Rồi lại đến bắt lứa nhỏ, cứ kế vậy á. Thì cũng là đang là cái đam mê thì đâu cứ nuôi thôi. Được đánh giá là mỏ vàng của nuôi cá biển và hào tại khu vực Đông Nam Bộ,
hàng năm nghề nuôi thủy sản gần bờ ở Long Sơn cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 1.400 tấn cá lồng bè và hơn 13.000 tấn hàu, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, để nghề nuôi trồng thủy sản gần bờ ở xã đảo Long Sơn phát triển bền vững cũng cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc quy hoạch vùng nuôi, đối tượng nuôi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, để nghề nuôi lồng bè của bà con xã đảo Long Sơn ngày càng phát triển, trúng mùa, được giá. Định hướng tới thì nhìn chung là cái vùng quy hoạch nó đã đầy đủ, rồi mong rằng là các hộ dân trên đó phải làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh ví dụ như sản lượng từ con giống cũng như thức ăn, và đảm bảo vệ sinh không có ảnh hưởng đến nguồn nước để mà nuôi trồng thủy sản trên cái vùng quy hoạch này. Phát triển nuôi trồng thủy sản gần bờ ở Long Sơn cũng là một trong những giải pháp góp phần phát triển bền vững nghề cá và tạo ra đột phá cho ngành thủy sản nói riêng cũng như kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Và việc từng bước chuyển dịch từ đánh bắt xa bờ sang nuôi thủy sản gần bờ sử dụng công nghệ hiện đại, song song với bảo vệ môi trường, được coi là chiến lược góp phần nhanh chóng gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.